Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa và kiểm tra cái đèn LED tích điện dùng 3 chế độ. Thứ nhất là sáng mạnh, sáng yếu và sáng nhấp nháy SOS. Đây, trên tay mình á là một cái đèn LED tích điện có thể nhìn thị trường nha. Ở trên đây là phần nút nhấn á thì mình điều khiển. Đây là phần sáng mạnh. Chế độ sáng yếu. Mình nhấn nữa là cái chế độ nhấp nháy SOS. Lần nhấn thứ tư nó sẽ tắt nguồn ha. Như vậy cái đèn này nó sẽ có 3 chế độ để hiển thị. Sau đây mình sẽ đi tìm hiểu cái cấu tạo bên trong và những cái thành phần nào nó hay hư hỏng của cái đèn LED tích điện này. Đây là một cái vỉ LED. Nó gồm tất cả các con LED. Ở đây mình có cái chip LED là 5730 ha. Mắc song song với nhau. Trên bo mạch của nó. Nó sẽ gồm 4 con điện trở 1R6, có nghĩa là 1,6 ohm. 4 con điện trở này mắc song song với nhau. Mình tính ra cái điện trở tương đương của nó là 0,4 ohm ha. Thì chính những con điện trở này á, nó vừa làm điện trở hạng dòng, vừa làm cầu chì. Trong trường hợp mà các bạn đo cái điện áp ở chân cầu chân trời này có, các bạn kiểm tra cái chip LED này á, nó vẫn sáng bình thường ha, mà đèn LED này không sáng. Thì các bạn kiểm tra cho mình 4 cái con điện trở này nè, coi có bị đứt hết hay không ha. Vì dòng cao quá nó sẽ đứt mấy con điện trở này. Thì cách kiểm tra điện trở thì cũng dễ đơn giản. Mình có thể dùng đồng hồ số hoặc đồng hồ kim. Đồng hồ số thì mình vặn vào thằng diode ha. Đó, mình có một cái đồng hồ số ha, mình chỉ vào diode. Mình sẽ kiểm tra mấy cái con điện trở dán SMD này và mấy cái LED này. Cái trường hợp này á, là mấy con LED này á, nó mắc song song với nhau. Cho nên dù đứt một con á, thì nó vẫn sáng nha, nó không ảnh hưởng gì. So với những cái đèn LED thông thường là nó mắc nối tiếp nhau. Nên nó đứt một đoạn á, là nó sẽ đứt luôn toàn bộ ha, nó không có sáng. Đây là cái socket nối cái phần nguồn, phần sạc với cái module LED. Mình gõ cái nhàm connector ra. Thì để mình kiểm tra. Đây là cái phần mình kiểm tra con điện trở dán SMD. Đây, mình đo bình thường thôi. Từ mấy con điện trở này có chỉ số nhỏ và nó có tác dụng như một cái cầu chì ha, nối từ cái đường L cộng nè, đây là L cộng nè, LED vỉ LED, L trừ ha. Thì tất cả con điện trở này á, nó phải thông. Đó, mình đo được là khoảng 0,02 ohm ha, là nó nói chung tất cả con điện trở này nó phải thông mạch với nhau, tại vì nó là cái cầu chì nối giữa cái nguồn B cộng mắc song song với vỉ LED. Đó, mình đo mình kiểm tra cũng dễ. Còn mình muốn kiểm tra tất cả con chip LED này á, mình cũng dùng cái thang đo diode. Đây, từ cái phần cộng chỗ này nè, phần phía sau của 4 con LED này á, một que mình chấm vào chân âm, chân còn lại mình chích vào. Các bạn thấy nó sáng mờ ha. Đó, nó sáng mờ. Còn đối với cái những cái đồng hồ kim á, thì các bạn chuyển vào thang đo nhân 1 thì LED nó sẽ sáng rõ hơn, mình dễ nhận biết hơn. Đó, như ở đây á, mình sẽ dùng một cái đồng hồ kim ha. Mình chuyển thang đo nhân 1. Cái thang đo này á, mình vừa kiểm tra được mấy con điện trở giá 100D này,
mà vừa kiểm tra được cái vị led này luôn nha. Đây là phần này, phần hiển thị á, nên nó khá đơn giản. Mình kiểm tra trước là mấy cái vị led ha. Đó, sáng hết rồi. Trong trường hợp á mà có một vài con đứt á, mình giả sử đi con này đứt á, hai con này đứt, thì toàn bộ vị led này vẫn sáng, tại vì nó mắc song song với nhau, nó tách biệt nhau, không có mắc nối tiếp nhau à. Còn đây là mình kiểm tra đến con điện trở dáng FD. Đó, mình chỉ kim lên ha. Kim lên là ok. Như vậy xong cái quá trình mình kiểm tra tất cả con chip led và cái con điện trở dáng SMD này, nó có chức năng như vừa là cầu chì vừa là điện trở hạng dòng ha. Tiếp theo đây mình sẽ đi đến cái phần sạc và phần pin nguồn của cái đèn led tích điện này, nó gồm có những phần thành phần gì. Đây là một vỏ máy, hai trên này nút nhấn. Mình quan sát bên trong thấy ở đây có hai cái cell pin 18650 mắc song song với nhau. Một cái cell pin này á, nó có điện áp là từ 3,7V đến 4,2V khi đầy ha. Mục đích của việc mắc song song này á, nó sẽ làm tăng cái lượng của pin. Mình giả sử một cục pin này á, nó có dung lượng khoảng 2000 mAh, thì hai cục này á, nó ghép song song với nhau như thế này, nó sẽ dung lượng nó sẽ là 4000 mAh, thì nó tăng cái thời gian mà thắp sáng cái bóng đèn led này lên, mình sử dụng được lâu dài hơn. Trong quá trình mà khu vực đó không có điện lưới hoặc là cúp điện á, thì mình sử dụng những bóng đèn này những chiều tối. Phần sạc pin nó sẽ sạc bằng cái chui sạc 5 ly thông dụng, và những cái chui sạc này có thể là dùng cái cáp USB hoặc là mình chế những cái củ sạc 5V nối với sợi cáp 5 ly này để sạc pin. Đây là cục sạc điện thoại bình thường ha, còn đây là cái jack 5 ly của nó, thì mình có thể mình độ chế loại. Trong trường hợp mà các bạn có cái jack 5 ly này có sợi cáp với USB á, thì mình nối trực tiếp với củ sạc mình sạc. Thì đây á, là cái củ sạc điện thoại thông thường thôi. Nếu mình có cái cổng USB á, mà có cái đầu, một đầu là cổng USB, một đầu là cái jack sạc 5 ly này á, thì mình độ chế ha. Còn không á, thì mình lấy những cái củ sạc mà điện thoại, mình cắt một đầu rồi mình nối trực tiếp vô như thế này để mình sạc ha. Một số cái trường hợp mà các bạn sạc hoài không vào á, thì trước tiên á, thì mình phải kiểm tra cái củ sạc này coi nó có điện áp ra hay không. Như đây mình sẽ tiến hành đo điện áp DC cái đầu sạc này. Nói chung kiểm tra cũng đơn giản thôi, các bạn đo được cái điện áp mà 5V là ok. Thì trên sơ đồ mạch điện á, mình có vẽ lại cái sơ đồ của nó. Như đây nè, hai cái ngõ này là chân cộng trừ của jack sạc DC 5V. Phần này là nó nối thẳng trực tiếp vô hai cell pin 18650. Nó ký hiệu là đường B cộng và B trừ trên mạch in. Đây, trên bao mạch đó mình để ý thấy cái bên đây là chân dương á, nó nốt là B cộng ha, còn đây là B trừ. Nhược điểm của cái mạch sạc này á là nó không có thành phần bảo vệ và ngắt cục sạc khi đầy,
Vì vậy á, trong những cái mạch này á, nó hay rất hay dễ bị chai pin và giảm tuổi thọ pin ha. Các bạn xài một thời gian á, lúc đầu thì tại vì nó cái phần này nó sạc liên tục và nó không ngắt sạc nên cái tuổi thọ pin sẽ giảm rất nhanh ha. Nếu mình muốn độ chế thêm á thì có mình có thể lắp thêm cái mạch sạc 1S á để sạc mấy xe pin này. Nó vừa chức năng bảo vệ mà vừa được làm tăng cái tuổi thọ của pin ha. Ở đây trong mạch đó nó không có mạch bảo vệ nên nó rất dễ bị chai pin. Mình đến phần tiếp theo, đó là phần mạch điện. Từ cái phần B cộng B trừ này á, nó sẽ đi qua một cái mạch điều chỉnh điện áp, là điện áp á, thay đổi ở ngõ ra. Nó sẽ gồm hai thành phần là một công tắc và một cái con IC dán SMD 6 chân trên mạch. Đây là công tắc điều chỉnh chế độ ha. Và đây là cái con IC 6 chân. Trong đó ba chân nó được nối chung với nhau. Còn cái chân nè, L cộng với L trừ nè. Là chân 1 với chân số 3 ha. Chân 1, chân 3 của IC cũng chính là cái đường cấp nguồn cho cái vỉ led này, L cộng và L trừ, để nó nối trực tiếp vô cái socket này ha. Hai dắt này nối nhau. Thì điện áp ra ở đây á, nó sẽ thay đổi, làm thay đổi cái chế độ sáng. Mình có hiệu điện thế VL ngõ ra chính là L cộng trừ đi L trừ. Cái L cộng này á chính là cái đường B cộng của nó luôn nha. Đây mình kiểm tra, mình nhìn trên mạch, đây là đường B cộng thì nó sẽ nối luôn qua cái đường L trừ này. Nói chung là hai cái đường này thông nhau ha, chính là L trừ nè, chính là B cộng. Vậy thì á, cái khả năng mà điều chỉnh cái chế độ nhấp nháy của hoặc là cái chế độ sáng của đèn led là nó phụ thuộc vào cái chân L trừ này, nên L trừ này khá quan trọng ha. Sau đây mình sẽ tiến hành mình đo và kiểm tra ba chế độ sáng của đèn led. Nó gồm có sáng mạnh nè, sáng yếu, sáng mờ và sáng nhấp nháy SOS ha. Đây mình gắn cái vỉ led vô mình kiểm tra. Đó, mình nhấn nút nhấc đầu tiên, đó là cái chế độ sáng mạnh. Nhấn lần 2, chế độ sáng mờ. Lần 3, đó là chế độ nhấp nháy SOS. Và lần 4 là tắt. Thì đây mình sẽ kiểm tra cái điện áp L trừ, đó là cái chân thay đổi điện áp ha. Đây mình bật cái chế độ sáng mạnh trước. Trong trường hợp mà các bạn sửa chữa cái bo mạch này á, thì nó linh kiện nó rất dễ. Mình chỉ cần đo nóng cái con IC này là mình biết được coi nó bị chết IC hay không. Thì nó bị hai trường hợp, đó là bị đa phần á, là bị một là công tắc nè. Trong trường hợp nó bị vô nước oxy hóa ra ten á, nó bị hư công tắc ha, mình thay công tắc là ok. Còn trường hợp mà nó bị hư IC, chết IC á, thì mình đo nóng, mình không cần đo nguồn, mình đo nóng nó trực tiếp luôn. Trường hợp mà điện áp vào có mà điện áp ra không có, như trên L trừ này là không có, thì nó là cái hiện tượng là chết IC, thì mình phải thay IC là có hết rồi. Ở đây mình tiến hành mình đo, mình chuyển qua thái đo 20V. Ở đây lúc nãy đó là cái chế độ sáng mạnh. Các bạn đo
thì mình đo cái chân B trừ của mình và chân L trừ. L trừ ở điện áp nó sẽ cao hơn B trừ ha, còn B cộng với L cộng là như nhau. Đó, mình đo được cái điện áp rất thấp ha. Nó chỉ khoảng là 0,04V thôi. Các bạn đừng nghĩ là cái này là nó hư ha. Đó là cái chế độ mà sáng mạnh. Đây nào, mình sẽ ghi vô trường hợp sáng mạnh của mình á, L trừ so với mát ha, là 0,04V DC. Chế độ sáng mờ, các bạn nhấn một nút nhấn tiếp theo lần 2. Rồi mình đo lại cái điện áp giữa B trừ và L trừ. Đây là cái trường hợp sáng yếu, mình đo được là khoảng 2V nha. Rồi mình nốt ở đây 2V. Và trường hợp thứ ba đó là trường hợp sáng nhấp nháy SOS. Mình nhấn thêm một nút nữa. Rồi mình đo điện áp. Nó sẽ ra ba cái điện áp. Nguyên nhân là nó cho cái con IC này điều khiển nè, điều khiển cái mức thay đổi điện áp. Còn đây là cái chế độ nhấp nháy SOS ha. Đó, mình đo được là khoảng là 1,4V ha, nhưng mà cái điện áp nó dao động, nó sẽ nhảy liên tục ha. Đó, nó nhảy từ 37, 33, rồi 5 mấy ha. Nói chung là ở trên chế độ SOS này á, nó sẽ nha, điện áp nó thay đổi liên tục. Thì mình tự chung vô, mình sẽ đo cái điện áp là 1,4 đến 1,5V, 1,43 đến 1,5V ha. Đó, điện áp của mình nó thay đổi rất liên tục. Đây mình cắm vô thử luôn. Đó, SOS. Ở đây mình ghi là 1,4 nè, 3 đến 1,5V. Như vậy á, là cái quá trình đo trong trường hợp sáng nhấp nháy ROS là nó như thế này. Giá trị luôn thay đổi ha, điện áp ra thường thay đổi. Trường hợp mà nó sáng sáng mờ, mình đo được điện áp 2V. Còn trường hợp sáng mạnh của nó, mình đo được 0,04V. Thì tại sao mà cái trường hợp mà sáng mạnh của nó chỉ là 0,04V? Tại vì cái VA của mình á, nó sẽ bằng L cộng trừ đi L trừ, mà là chính là B cộng nè, cái điện áp vào B cộng mà trừ đi L trừ ha. Cái hiệu điện thế này nó càng lớn á, thì chứng tỏ là cái VA của mình càng lớn, là cái điện áp mà nó cung cấp cho cái vỉ led này càng cao ha. L trừ càng thấp thì VA nó càng tăng ha. Như vậy là trường hợp này sáng mạnh. Còn sáng yếu sáng mờ thì cái điện áp L trừ này nó sẽ tăng lên, nó làm cái hiệu điện thế VL này của mình giảm xuống. Mình giả sử cái điện áp của mình VL này nó là 4V, thì các bạn trừ đi 2V, nó còn chỉ còn 2V thôi, nó làm cho cái vỉ led này nó sáng mờ. Trong trường hợp mà nó sáng mạnh thì cái này mình tính tương đương chỉ còn 0V thôi, thì cái điện áp VL nó ra của mình nó sẽ là 4V, cung cấp cho cái vỉ led này sáng mắt song song với nhau, nó sẽ sáng mạnh hơn ha. Sáng nhấp nháy thì cũng tương tự, nó nằm trong giữa cái khoảng 2V và 0V, là nó giữa khoảng này. Nhưng mà cái điện áp của mình á, nó vẫn thấp hơn cái trường hợp mà sáng mờ, tại vì sáng mờ của mình đo được khoảng 2V, còn giờ nhấp nháy của mình á chỉ khoảng 1,4 đến 1,5V thôi. Thì nó vẫn sáng, nhưng mà nó sẽ sáng yếu hơn so với sáng mạnh.
Trong khi đó thì điện áp mình thay đổi liên tục á, nó làm cái đèn led của mình nhấp nháy ha. Những cái trường hợp mà hư hỏng đối với những đèn led tích điện này á, trong trường hợp mà mình mất cái điện áp bỏ ra, chính là cái điện áp L cộng và L trừ. L cộng thì tất nhiên là không có bị mất rồi, từ cái đường đó chính là đường B cộng ha. Thì mất điện áp ở đây mình sẽ nói về cái vấn đề mà L trừ thì có hai nguyên nhân. Một là cái phần công tắc nút nhấn này nó bị oxy hóa lờn ha, bấm không ăn ha. Đó. Mình bấm cái này nó không ăn nên mình phải thay. Đó là những trường hợp mà nó bị hay bị vô nước á. Còn cái trường hợp công tắc này các bạn dùng cái đồng hồ các bạn kiểm tra ok. Điện áp hóa ra nó không có sáng. Có nghĩa trời trên L trừ này nè, nó không có điện áp ha, thì chứng tỏ các bạn đo nóng nó bị mất cái điện áp này, thì đó là trường hợp mà chết IC. Thì mình tìm cái con IC cùng mã số mình thay vô là xong ha. Như vậy á, trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra và cái tìm hiểu cái cấu tạo của đèn led tích điện phổ thông dùng trong gia đình. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.